Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đối tượng hỗ trợ đợt 3. Nhiều nghệ sĩ Bibis bất ngờ tuyên bố dừng việc thiện nguyện. Thoát tim cảnh cô giáo mầm non cõng con vượt lũ trên cây cầu tạm. Ông bố liều lĩnh cho con 2 tuổi cầm vô lăng lái xe ô tô, tay quay điện thoại. Thú vị, cây nho cao 15m sai triệu quả. Mai Anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin ngày 14 tháng 9 của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng gói hỗ trợ COVID-19 mới đợt 3 cho người gặp khó khăn do dịch COVID-19 trong 2 tháng 9 và tháng 10 năm 2021, với điểm đáng chú ý về đối tượng được nhận hỗ trợ. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ đợt 3 gồm 2 nhóm. Thứ nhất là người lao động bị mất việc làm, không có thu nhập, gặp khó khăn, không phân biệt người có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú, đang có mặt trên địa bàn phường, xã, thị trấn. Thứ hai là thân nhân của người lao động bị mất việc làm, cha, mẹ, vợ, chồng, con, bao gồm cả người già, trẻ em, người ở nhà nội trợ, không có khả năng làm việc hoặc sống phụ thuộc, đang có mặt tại phường, xã, thị trấn. Tại thời điểm khảo sát, lập danh sách cũng được xem xét hỗ trợ. Việc lập danh sách chi tiết số người cụ thể được hỗ trợ trên cơ sở danh sách thực chi đợt 2, hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động gặp khó khăn và lao động tự do theo nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân thành phố và bổ sung các đối tượng nêu trên theo tiêu chuẩn đã xác nhận đợt 3. Việc lập danh sách phải đảm bảo tính chặt chẽ, không bỏ sót, không trùng lắp, không để lợi dụng chính sách cho mục đích cá nhân. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về triển khai thí điểm nền tảng ứng dụng thống nhất hỗ trợ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn. Công văn được gửi tới Ủy ban Nhân dân quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý khu công nghệ cao. Theo đó, Sở Thông tin Truyền thông đã phối hợp với Sở Y tế để phát triển nền tảng khai báo y tế điện tử của thành phố, Y tế Hồ Chí Minh, nền tảng ứng dụng thống nhất để phục vụ người dân tham gia sản xuất kinh doanh, lưu thông trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Mỗi người dân được cấp một mã QR trên ứng dụng điện thoại thông minh Y tế Hồ Chí Minh. Trong trường hợp người dân không dùng điện thoại thông minh thì sẽ được cấp mã số qua tin nhắn điện thoại SMS hoặc được cơ quan nhà nước đơn vị sử dụng lao động in mã QR ra thẻ. Người dân thực hiện khai báo y tế điện tử trên ứng dụng điện thoại di động hoặc truy cập địa chỉ khaibaoyte.thanhphohochiminh.gov.vn trước khi ra đường. Mã QR hoặc mã số sẽ được dùng để xuất trình tại trạm kiểm soát, trụ sở sản xuất kinh doanh, các nơi kiểm soát ra vào theo quy định như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở bán thực phẩm. F0 cách ly tại nhà cũng sẽ khai báo sức khỏe trên ứng dụng này. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch thí điểm ứng dụng nền tảng trong phạm vi quản lý của đơn vị, lập danh sách đối tượng dự kiến tham gia thí điểm và gửi về Sở Thông tin Truyền thông trong ngày 14 tháng 9. Công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Quỳnh và Nguyễn Văn Tý về hành vi làm giả sử dụng tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong đó, Quỳnh là điều dưỡng tại phòng khám đa khoa DMP, tên viết tắt, phường Thế Hòa, thị xã Bến Cát. Theo đó, Tý và TMT có quen biết nhau nên đầu tháng 8 năm 2021, Tý cho MT một phiếu xét nghiệm COVID-19 được đóng sẵn dấu mộc treo của phòng khám DMB và đã ký sẵn tên Nguyễn Xuân Bình. Phiếu này bỏ trống thông tin người xét nghiệm để cho MT sử dụng lọt chốt kiểm dịch, nhưng sau đó không sử dụng mà sẽ bỏ. Tối ngày 5 tháng 9, MT liên hệ với Tý mua 4 phiếu như trên. Đôi bên đã thống nhất giá 300.000 đồng một phiếu và hẹn giao giấy. Nhưng MT sau đó nhận thấy hành vi của mình sai pháp luật nên đi trình báo công an. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tý khai đã mua những phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 từ Huỳnh Ngọc Quỳnh, nhân viên điều dưỡng làm việc tại phòng khám đa khoa nêu trên. Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8, Tý và Quỳnh đã giao dịch 5 lần với tổng cộng 130 phiếu xét nghiệm COVID-19, tổng giá trị là 11.500.000 đồng. Mặc dù không phải đối tượng nằm trong diện được tiêm vaccine COVID-19, nhưng một bé gái 13 tuổi ở Cần Thơ vẫn được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan chức năng của địa phương đã đình chỉ 2 cán bộ có liên quan. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về phiếu xác nhận tiêm chủng bé gái 13 tuổi và đăng nội dung ảnh chụp màn hình. Dùng quan hệ xin tổ trưởng nên được tiêm hết rồi, được lựa chọn vaccine Pfizer, con chị cũng tiêm 2 mũi luôn rồi.
Theo lý giải của lãnh đạo trung tâm y tế quận Thốt Nốt với báo chí, trường hợp bé gái 13 tuổi là con em của cán bộ y tế, người nhà của nhân viên tham gia chống dịch COVID-19. Do sợ lây nhiễm nên gia đình đã xin tiêm vaccine, quận sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trường hợp này vì trong hướng dẫn của nhà sản xuất, vaccine Pfizer có phần chỉ dẫn dành cho đối tượng trên 12 tuổi, được người trong gia đình bé gái đồng ý nên đã cho tiêm. Sau khi làm rõ thông tin vụ việc, Thường trực Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt họp và thống nhất đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt vì tự ý tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi khi chưa có ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Bà DKQ, nhân viên y tế phường Tân Lộc, dì ruột của bé gái 13 tuổi được tiêm vaccine cũng bị đình chỉ công tác. Bà Quy bị đình chỉ công tác do nhờ vả để cháu bé được tiêm vaccine. Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, hiện nay Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn nào cho phép các địa phương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi, dù có thể có khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một ông bố liều lĩnh để con nhỏ mới chỉ khoảng 2 tuổi cầm vô lăng, lái xe ô tô. Không những thế, ông bố này còn dùng điện thoại để ghi hình lại và up lên mạng. Đoạn video cho thấy ông bố cùng cô con gái nhỏ khoảng 2 tuổi đang trên xe ô tô di chuyển trên một đoạn đường khá bằng phẳng và vắng người. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý là mặc dù xe ô tô đang lăn bánh trên đường, nhưng ông bố này lại liều lĩnh để con gái ngồi lên đùi, hai tay cầm vô lăng lái xe. Trong khi đó, ông bố lại thích thú cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc này. Có thể thấy bé gái rất thích thú vì được cầm lái, còn ông bố cũng tỏ vẻ con ta đây giỏi giang. Chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu và vào thời gian nào, nhưng đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Đa số mọi người đều bức xúc trước hành động liều lĩnh của ông bố này. Bởi lẽ dù đoạn đường vắng và bằng phẳng, song sự cố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nếu không xử lý kịp thời, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù nghe thấy tiếng còi hú vang to báo hiệu tàu hỏa sắp đến, nhưng một nam thanh niên điều khiển xe máy đã không dừng lại mà lái xe phóng qua đường. Hậu quả tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút tối 12 tháng 9 tại trạm thu phí số 2, quốc lộ 5, chợ Hổ, An Dương, Hải Phòng và được camera giám sát gần hiện trường ghi lại. Thời điểm này, một thanh niên lái xe máy dù đã nghe thấy tiếng còi hú thông báo từ xa nhưng không dừng lại. Khi đảo mắt sang phải và quan sát thấy tàu hỏa đang đến rất gần, nhưng thanh niên này vẫn cố tình băng qua đường ray. Hậu quả vụ va chạm kinh hoàng xảy ra. Thanh niên bị tàu tông nguy kịch, xe máy văng xa nhiều mét. Nhiều người dân xung quanh hiện trường khi phát hiện sự việc đã báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện. Hiện tại, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Những ngày qua, đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một nhóm người cố gắng băng qua con suối, nước lũ chảy xiết trên một chiếc cầu nhỏ được ghép từ ba thanh tre. Trong đó có người phụ nữ mặc áo mưa tiện lợi, đang cõng con đi trên cây cầu tạm. Bên dưới là dòng nước lũ chảy xiết khiến người xem thót tim sợ hãi. Trong clip, một người phụ nữ vừa cõng con vừa lần dò từng bước chân để vượt qua cây cầu. Chỉ cần một cái trượt chân, hai mẹ con người phụ nữ có nguy cơ rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết bên dưới. Theo đó, đoạn clip được xác định quay tại địa bàn xã Châm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Nhân vật chính trong clip được xác định là chị Perlon Thị Nhung, 33 tuổi, giáo viên mầm non đang dạy tại điểm trường mầm non liên xã Châm, Gari, huyện Tây Giang. Theo chị Nhung, clip được quay ngày 11 tháng 9 trước khi bão số 5 đổ bộ, nhưng lúc đó trời mưa to cả đêm nên nước lũ lên nhanh, con suối có nước chảy rất xiết. Chị Nhung cho biết sáng 11 tháng 9 khi chị Nhung đi từ nhà xuống trung tâm huyện Tây Giang để họp phụ huynh cho con của em chồng đang học cấp 3. Vì đứa con thứ hai mới sinh chưa được 2 tuổi, con phải bú sữa nên khi đi họp, chị đưa con đi theo luôn cho tiện chăm sóc. Lúc đi nước chưa lớn, chưa chảy xiết và trời ít mưa. Tuy nhiên lúc về, mưa lớn nước chảy cuồn cuộn do lũ đổ về nên chị phải đứng đợi thêm người hỗ trợ rồi mới cùng nhau đi qua cầu tạm. Chị cho biết chiếc cầu tạm bắc qua con suối hung dữ là con đường độc đạo duy nhất để về nhà. Sau khi nhặt được một số tiền lớn từ người bệnh đánh rơi, điều dưỡng khoa khám bệnh Nguyễn Bá Hải, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tìm chủ nhân số tiền để trả lại. Trưa 6 tháng 9, khi đang làm việc tại phòng khám 231, điều dưỡng Nguyễn Bá Hải thấy một túi ni lông màu vàng để trên quầy hướng dẫn lầu 2 khu khám bệnh. Khi mở ra phát hiện bên trong có 200 triệu đồng tiền mặt, ông Hải đã báo lãnh đạo khoa cùng nhân viên bảo vệ tìm ra được chủ nhân đánh rơi số tiền. Qua xác minh, chủ nhân của số tiền trên là bệnh nhân Trần Văn Khoa, ngụ quận Gò Vấp. Ông Khoa cho biết khi đi siêu âm đã vô ý để quên bọc tiền. Đại diện đội bảo vệ đã làm thủ tục hoàn trả số tiền trên cho ông Khoa theo quy định. Vui mừng khi nhận lại được số tiền, ông Khoa đã viết thư tay cảm ơn, bày tỏ sự biết ơn và trân quý với hành động của nhân viên bệnh viện.
Trước nghĩa cử cao đẹp, nhặt được của rơi, trả người đánh mất của các nhân viên, ban lãnh đạo công đoàn bệnh viện đã quyết định khen thưởng đột xuất với mong muốn nghĩa cử này sẽ ngày càng được nhân rộng trong cán bộ, nhân viên y tế. Trong suốt nhiều tháng vừa qua, những nghi vấn về việc minh bạch trong quá trình làm thiện nguyện của bà Phương Hằng vẫn chưa có căn cứ xác thực. Tuy nhiên, những phát ngôn này cũng đã phần nào đánh vào tâm lý của người dân và khiến nhiều người nhìn nhận lại về vấn đề kêu gọi và quyên góp từ thiện. Đáng chú ý là trong thời điểm những lùm xùm về chuyện sao kê đang căng thẳng, thì hàng loạt nghệ sĩ đã tuyên bố tạm dừng hoạt động thiện nguyện với nhiều lý do khác nhau. Là một người tích cực làm thiện nguyện và đã gắn bó với bếp từ thiện trong suốt 3 tháng vừa qua. Nhưng vào ngày 10 tháng 9, người mẫu Trang Trần bất ngờ công bố toàn bộ sao kê từ thiện suốt 100 ngày qua. Đồng thời, cựu người mẫu cũng thông báo chính thức rằng sẽ dừng lại việc đồng hành của bếp ăn miễn phí mùa dịch. Theo chia sẻ của Trang Trần, cô muốn dừng lại để có thời gian lo cho gia đình và chăm sóc con gái nhỏ. Nghệ sĩ Việt Hương cũng chia sẻ về việc sẽ ngừng hoạt động phát quà mùa dịch từ ngày 15 tháng 9. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, việc làm thiện nguyện suốt nhiều ngày qua đã khiến cả ekip kiệt sức nên đã quyết định tạm ngưng. Không chỉ vì kiệt sức mà một phần do tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực nên có lẽ các nghệ sĩ đã quyết định tạm ngưng. MC Đại Nghĩa mới đây cũng thông báo về việc sẽ tạm ngưng hoạt động thiện nguyện một thời gian. Lý do được nam MC đưa ra là vì tài khoản thiện nguyện An Vui đã thanh lý hết hàng và nguồn nhân lực cũng không còn. Ca sĩ Phương Thanh cũng đưa ra thông báo dừng phát gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ cho biết sẽ quay về làm tình nguyện viên ở tuyến đầu. Nữ ca sĩ cũng cho biết cô nhận được hàng trăm tin nhắn xin hỗ trợ gạo nhưng không thể đáp ứng được hết vì không có đủ khả năng và thời gian. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh về một loại nho vô cùng kỳ lạ. Đây là giống nho thân gỗ, cây có thể cao tới 15 mét và ra quả chi chít từ gốc tới ngọn. Nho Brazil còn có tên gọi là Jabuticaba có nguồn gốc từ các bang Minas Gerais, Goiás và São Paulo ở Brazil. Loại nho đặc biệt này có quả mọc trực tiếp trên thân cây, có thể ăn sống hoặc được sử dụng để làm thạch, mứt, nước trái cây hoặc rượu. Loại nho này có vỏ dày màu tím sẫm, có thời hạn sử dụng cực kỳ ngắn và bắt đầu lên men từ 3 đến 4 ngày sau khi được hái. Vì thế, chúng khó xuất khẩu đi nước ngoài. Quả nho có đường kính từ 3 đến 4 cm, vỏ màu tím sẫm, vị ngọt. Ngày nay nó là cây trồng thương mại ở miền Trung và miền Nam đất nước Brazil. Jabuticaba chủ yếu được ăn tươi, quả có thể bắt đầu lên men từ 3 đến 4 ngày sau khi thu hoạch. Vì vậy, nó cũng thường được dùng để làm mứt, bánh, rượu. Vị của trái nho Brazil được so sánh với nho Kyoho, loại nho nổi tiếng của Nhật Bản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.